Này Kiều Thi Ca, nếu Đại Bồ Tát tu hành bát nhã ba la mật đa, chẳng chấp là tám giải thoát, là tám thắng xứ, chín định thứ đệ mười biến xứ, cũng chẳng chấp do tám giải thoát, do tám thắng xứ, chín định thứ đệ mười biến xứ, cũng chẳng chấp thuộc tám giải thoát, thuộc tám thắng xứ, chín định thứ đệ mười biến xứ, cũng chẳng chấp nương tám giải thoát, nương tám thắng xứ, chín định thứ đệ mười biến xứ, là Đại Bồ Tát tu hành bát nhã ba la mật đa tuy biết các pháp như ảo ảnh cho đến như ảo thành mà chẳng chấp là ảo ảnh cho đến là ảo thành cũng chẳng chấp do ảo ảnh cho đến do ảo thành, cũng chẳng chấp thuộc ảo ảnh cho đến thuộc ảo thành, cũng chẳng chấp nương ảo ảnh cho đến nương ảo thành. Này Kiều Thi Ca, nếu Đại Bồ Tát tu hành bát nhã ba la mật đa, chẳng chấp là bốn niệm trụ, là bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo, cũng chẳng chấp do bốn niệm trụ, do bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo, cũng chẳng chấp thuộc bốn bốn niệm trụ thuộc bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo cũng chẳng chấp nương bốn niệm trụ nương bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo là đại bồ tát tu hành bát nhã ba la mật đa tuy biết các pháp như ảo ảnh cho đến như ảo thành mà chẳng chấp là ảo ảnh cho đến là ảo thành cũng chẳng chấp do ảo ảnh cho đến do ảo thành cũng chẳng chấp thuộc ảo ảnh cho đến thuộc ảo thành cũng chẳng chấp nương ảo ảnh cho đến nương ảo thành này kiều thi ca nếu đại bồ tát tu hành bát nhã ba la mật đa chẳng chấp là pháp môn giải thoát không là pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện cũng chẳng chấp Do pháp môn giải thoát không do pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện cũng chẳng chấp thuộc pháp môn giải thoát không thuộc pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện cũng chẳng chấp nương pháp môn giải thoát không nương pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện là đại bồ tát tu hành bát nhã ba la mật đa tuy biết các pháp như ảo ảnh cho đến như ảo thành mà chẳng chấp là ảo ảnh cho đến là ảo thành cũng chẳng chấp do ảo ảnh cho đến do ảo thành cũng chẳng chấp thuộc ảo ảnh cho đến thuộc ảo thành cũng chẳng chấp nương ảo ảnh cho đến nương ảo thành này Kiều Thi Ca, nếu Đại Bồ Tát tu hành bát nhã ba la mật đa, chẳng chấp là mười địa Bồ Tát, cũng chẳng chấp do mười địa Bồ Tát, cũng chẳng chấp thuộc mười địa Bồ Tát, cũng chẳng chấp nương mười địa Bồ Tát, là Đại Bồ Tát tu hành bát nhã ba la mật đa, tuy biết các pháp như ảo ảnh cho đến như ảo thành, mà chẳng chấp là ảo ảnh cho đến là ảo thành, cũng chẳng chấp do ảo ảnh cho đến do ảo thành, cũng chẳng chấp thuộc ảo ảnh cho đến thuộc ảo thành cũng chẳng chấp nương ảo ảnh cho đến nương ảo thành